You and that? Yeah, Mary okay. Jane. Mary Jane. Thank you. Rất nhiều hệ thống lọc đã được lọc qua nước để giảm chất độc. Nhiều loại chai rất là đẹp, lạ mắt. À, đây là những cái pip bằng thủy tinh. Và khi mua được tặng phi một cái. Những cái pip hút thuốc. Đây là ngày hội của những cái pip hút thuốc. Và nó có những hệ thống lọc đủ kiểu đủ loại. Đây là một cái quầy bán mà sau khi mua xong lại được tặng một cái. Nhiều kiểu cực kỳ lạ ấn tượng. Bằng thủy tinh trong suốt, bằng nhiều các loại màu sắc, gắn điếu thuốc và hút hoặc là pip vân vân. Không chỉ có cửa hàng này, nhiều cửa hàng bên kia. Tôi đang đứng cho một cái lễ hội về những cái pip hút thuốc và rất nhiều cái khăn đủ loại màu sắc cực kỳ ấn tượng. Tôi đang đứng trên một cái dàn treo đủ loại màn. Đây giống những cái tấm trải của cái người dân tộc người Mexico thổi dân nhiều hơn của người Mỹ vì màu sắc rất là sặc sỡ. Rất thú vị là có cả một cái màn Đức Phật Thích Ca, canh một biểu tượng của hippie và của thần chết ngay bên cạnh. Nhiều màu sắc rực rỡ. Một loạt cái gian hàng bán các loại pip, ống hút đã thông qua bộ lọc bằng thủy tinh. Và rất nhiều đồ kỷ niệm. Những loại khăn màu sắc của những cái thổ dân. Những cái khăn rực rỡ. Những cái màu mặn, màu nóng như là đỏ, vàng, cam hoặc là xanh. Luôn luôn xuất hiện ở đây. Cũng rất nhiều cái quán bán nước, trái cây, bánh mì, thức ăn nhanh cũng ăn theo. Rất nhiều các vật lưu niệm, huy hiệu, quần áo được bày bán. Một gian hàng giới thiệu những cái loại lá thuốc để hút mà tôi nghĩ là chắc là được phép hút thuốc để chữa bệnh. Họ giới thiệu những cái loại lá cây được trồng và được bảo quản cũng như là được phép để cho chữa bệnh. Một loại lá là marijuana. Chất này cũng gây nghiện nhưng có lẽ được phép. Một cô gái đang hóa trang hình cây lá thuốc để giới thiệu một cây lá thuốc. Hi. What's your name? Oh, my name? Sweet Mary Jane the Clown. You can find me on Facebook. Nice to meet you. Áo lá cây. Đây là marijuana. Yeah. Mary okay. Jane. Mary Jane. Thank you. Đây là một ngày hội khói. Ngày hội khói thuốc. Một nhóm bạn đang đến mua những cái chai. Mà trong đó sau khi hút nó có thể lọc được những chất độc, những chất nguy hại vào trong những cái ống nước. Có lẽ vậy. Cũng khá nhiều bạn mua.
để hút những cái loại đó, nhìn rất đẹp, nhìn trong suốt. Rất nhiều cái pip chế tạo được ở dạng đồ chơi, trang trí và để hút luôn, rất là đẹp. Một cái quầy chuyên buôn bán cái pip, nay tôi mới biết đây là một lễ hội khói ở Boston. Rất nhiều cô gái đẹp, chàng trai đang chuẩn bị những cái pip đủ loại màu sắc bằng thủy tinh để bán cho du khách. Hôm nay tuy hơi sớm cho đó là khách chưa đông lắm. Rất nhiều cái loại ống điếu, ống hút, nhiều màu sắc, sực sỡ. Và luôn luôn có cái hệ thống để giữ lại những chất độc trong thuốc. Được giới thiệu bằng nhiều cách. Các bạn không tưởng tượng mà có thể có vài trăm loại khác nhau với hình thù cực kỳ ấn tượng. Lớn nhỏ đều có, các loại giá, các loại kiểu. Lớn nhỏ, từ bằng nửa thước đến một tấc, đến vài cm cũng có. Đây là cái smoke shop để hút xì gà. Họ sẽ thiết kế để hút các loại xì gà, xê xa, các loại thuốc cho phép và có hệ thống đồ lọc. Thú vị nhất, tương phản nhất là bán cạnh đó thì họ lại có bán cả những cái cho người hút mà chống khói, hoặc là cho trẻ em, hoặc là người bên cạnh không bị hít khói. Cái bàn sale lớn, có hàng trăm cửa hàng như vậy ở trong lễ hội này. Rất nhiều cửa hàng bán lưu niệm, quần áo có lẽ đặc biệt để cho dân hút, màu sặc sỡ, và các cái huy hiệu lưu niệm cũng vậy. Tôi đang đứng trên một cái đỉnh đồi của công viên Boston Common, nhìn xuống một khu lều trại và các cửa hàng dày đặc dưới chân đồi. Đây là một lễ hội Boston Cannabis Smoke, tức là chuyên mời về những khói thuốc, về thuốc lá và các cái loại pip để hút thuốc lá, và rất nhiều cái bán hàng lưu niệm, cửa hàng ăn uống cũng ăn theo. Một lễ hội rất vui. Hầu hết thanh niên, tôi thấy thanh niên đi nhiều, và những người thanh niên mà tay chân xâm trổ, kể cả người bán, nhiều hơn là những người bình thường. Hôm nay trời âm u, đã mới 8 giờ sáng, do đó mọi người còn ngủ. Những thành phố lớn họ dậy rất trễ, và du khách chỉ đi khoảng 10 đến 11 giờ. Còn giờ này thì hơi vắng vẻ. Hầu hết những cái quầy đều là bằng lều bạt, có thể thao ráp rất nhanh. Và sau lưng đó là những cái xe tải chở hàng đông lạnh, thức ăn để ở trên xe tải. Và
họ buôn bán chủ yếu sử dụng các cái bếp, các cái thiết bị nối liền với xe tải như là điện, gas và đồ ăn đông lạnh. Một sân khấu ngoài trời được dựng lên rất hiện đại với tất cả các trang thiết bị âm thanh. Đây là lễ hội Boston Smoke Shop và rất nhiều cái hội ăn theo như một hình thức quảng bá. Họ đang chuẩn bị cho chương trình tối nay. Một đồng nghiệp đang chuẩn bị các camera hiện đại để chuẩn bị quay chương trình tối đêm nay. Một nhóm thanh niên đang tập hút rất tương phản với những cái pip thì họ luôn luôn bán những cái mặt nạ chống hơi độc, chống khói độc và để hút trên đó, bán cả hàng lưu niệm. Họ bán rất nhiều đồ chơi được chế tạo từ những chai nước, lon bia được cưa đôi ra và được giấu ở trong đó. Hầu hết những người đến mua đều là những bạn trẻ. Tôi nghe hỏi là $75 một cái. Họ chế tạo ngoài bằng thủy tinh, bằng nhựa, bằng mổ để chống bể cũng rất là nhiều loại. À, không chỉ là thủy tinh. Họ còn chế tạo rất nhiều cái loại mổ nhựa. Thú vị nhất là cạnh đó thì lại có những cái mặt nạ có thể hút mà chống khói nữa. Rất thú vị là những người bán thường thường nhìn rất là mặt mũi rất ấn tượng. Rất nhiều loại áo kiểu của người dân tộc được bày bán ở đây. Giá không rẻ, $20 đến $25 một cái. Và màu sắc rất là ấn tượng, sặc sỡ. Một chủ nhân một con chó có rất nhiều bao túi ở bên cạnh. Rất thú vị. Túi cứu thương. Hai anh đang bán rất là ấn tượng. Bán rất là nhiều cái thiết bị chống. How much? How much? For you? You wanna buy? How much? $40. $40. Yeah. Anh ta biểu diễn cho tôi để hút và chống khói. Họ bán rất nhiều, thật tương phản, một bên thì bán pip để hút và một bên thì bán các cái loại mặt chống khói để bảo vệ, và hầu hết đều có những cái bảo vệ hoặc là lọc qua nhiều cái ống hệ thống khác nhau để chống độc. Một lễ hội rất ư là thú vị. Có những loại ống hút nó lên nhiều tầng để chống loại bỏ chất độc.
rất nhiều cái vật trang trí rất độc đáo, bằng mổ, bằng nhựa, bằng thủy tinh, có những khẩu súng hút thuốc, những cái chai lọ và những cái vật lưu niệm để trên bàn đều để là những cái vật dụng mà để làm cái pip hút thuốc và để lọc được nhiều thế khác nhau. Rất nhiều hệ thống lọc và đã được lọc qua nước để giảm chất độc để khi hút. Họ thiết kế nhiều loại, nhiều tầng để giảm bớt cái chất nicotine ở trong thuốc lá và những cái thuốc điện tử cũng có mặt ở đây. Thật là thú vị khi các bạn nhiều người mua không chỉ để hút mà để làm trang trí trước nhà. Đây là một cửa hàng bán kẹo cai nghiện, cạnh đó bán thuốc để hút thì cũng có kẹo để cai nghiện. Họ đang giới thiệu cái website của họ. Giới thiệu những cái loại kẹo cai nghiện và một cái website họ mang cả một cái xe sơn từ trên xuống dưới các cái loại thực phẩm thực vật để họ cai nghiện. Rất nhiều đồ chơi cũng được bán bằng đá. Một gian hàng bán những cái ảnh được in rất đẹp. Hôm nay vì trời hơi mưa lâm râm do đó là các bức tranh này đã được bọc lại, bọc ni lông lại. Ai thích gì có đấy. Có những bức tranh rất xưa, thậm chí không nét, của những cái poster phim nhưng bán không rẻ, 16 đô. Thậm chí những bức ảnh phong cảnh rất là buồn cười, khoảng là 1 mét, 1m8, được bán với giá 16 đô la. Ở một góc khác của công viên, một ban nhạc cũng đang chuẩn bị. Hôm nay là hai ban nhạc từ hai góc. Và cạnh đó là có một nhóm đang tập yoga. Ở trên bãi cỏ. Vừa tập vừa hút thuốc. Rất nhiều tàu thuốc ngập khói đang vang lên. Mỗi người một cái tấm vải tập. Một nhóm bạn trẻ đang thử các cái loại pip.